Theo CNBC hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 5, một công ty mới ở Hoa Kỳ muốn tặng cho bạn một chiếc TV miễn phí để đổi lấy việc luôn hiển thị quảng cáo trên màn hình TV. Một công ty khởi nghiệp mới ở Mỹ có tên Tele muốn tặng những TV hai màn hình miễn phí cho mọi người tiêu dùng có yêu cầu, được hỗ trợ bằng việc bán dữ liệu ẩn danh và quảng cáo luôn bật. Tele, được thành lập bởi Ilya Pozin, người đồng sáng lập Pluto TV, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đang mở danh sách để đăng ký nhận lên đến 500.000 TV có hỗ trợ quảng cáo miễn phí. Theo trang web của Telly, TV 4K 55 inch sẽ bao gồm hai màn hình, âm thanh tích hợp và camera hội nghị truyền hình có màn chắn riêng tư. TV có hai màn hình sẽ đặt một luồng quảng cáo ổn định trên một phần của màn hình thấp hơn, nhỏ hơn mà Telly gọi là màn hình thông minh. Trong một cuộc phỏng vấn với The Word, giám đốc chiến lược của Telly, Dallas Lauren cho biết Telly có thể hiển thị quảng cáo trên cả hai màn hình ngay cả khi TV không được sử dụng. Doanh thu từ việc bán quảng cáo sẽ trả cho TV miễn phí mà công ty đã định giá khoảng 500 đô la trong phần phụ lục của điều khoản dịch vụ. Quảng cáo trên TV thông minh gần như phổ biến kể từ khi TV kết nối internet đầu tiên bắt đầu được áp dụng đại trà vào giữa những năm 2010. Theo thông cáo báo chí từ một đối tác của Samsung. Các nhà quảng cáo đã chi hơn 15 tỷ đô la Mỹ để mua quảng cáo trên TV được kết nối vào năm 2021. Pozin là một trong những người sáng lập Pluto TV, được bán cho người tiền nhiệm của Paramount là Viacom vào năm 2019 với giá 324 triệu đô la Mỹ, theo dữ liệu của PitchBook. Trước khi ra mắt Telly, Pozin cũng đã thành lập Coplex. Theo hồ sơ LinkedIn của Pozin, Coplex đã quản lý hàng triệu đô la tiền mua quảng cáo trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số và tiếp thị